Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu nữ bói toán thiên tài tập 128 của tác giả Ngải Hề Hề qua dòng đọc Hoàng Vinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1611 So bối cảnh Tưởng tử lương lạnh lùng nhìn chăm chăm phùng minh hỏi Điêu dân, phần tử phá rối hả? Ông nói ai? Phùng Minh bị ánh mắt của anh ta dọa cho run cầm cập, chỉ vào dương tử mi đáp chính là cô gái này nghe nói là cháu gái của dung hòa trai không có bối cảnh gì cả từ nhỏ đã ngang ngược rồi ý của hắn ta muốn cho tưởng tử lương biết qua gia cảnh của dương tử mi chỉ là con nhà buôn bán nên cứ việc trừng trị cô mà không phải e ngại cái gì cả không có bối cảnh sao tưởng tử lương hỏi phùng minh có phải cứ không có bối cảnh là có thể tùy tiện còng tay thế sao? Phùng Minh dỗ dàng giải thích. Việc này thiếu soi tưởng, tôi, tôi không phải lý đó vì cô ta gây cản trở việc thi hành công vụ, còn ăn nói ngông cuồng, nói cái gì đó mà tôi bắt cô ta vào, khó có thể thả cô ta ra. Tưởng tử lương nói với một giọng mỉa mai, Cục trưởng Phùng, vậy bối cảnh của anh là gì? Phùng Minh dỗ dàng đem mối quan hệ ra kể lễ. Dượng, dượng của tôi là quý viên thường vụ trước đây làm thư ký cho nguyên thủ tưởng. Vậy anh có cho rằng bối cảnh của mình có đủ lớn không? Phùng Minh bối rối. Cái, cái này... Hắn ta bắt đầu cảm thấy tình hình có vẻ không đúng. Hắn ta thật sự không biết có nên trả lời những câu hỏi của tưởng tử lương thế nào nữa. Dượng của hắn ta chỉ là quỷ viên của thường quỷ. Đối với một người bình thường, nó đã đủ to rồi nhưng đối với tưởng tử lương ở trước mặt thì không ai dám đem bối cảnh ra để mà so sánh trừ phi dựa vào bối cảnh của nguyên thủ tưởng tưởng tử lương chỉ vào dương tử mi hỏi anh có biết rõ bối cảnh của cô ấy không phùng minh trả lời chỉ là con cái nhà buôn bán thôi sai tưởng tử lương liếc mắt nhìn hắn sau đó bước đến trước mặt của dương tử mi cúi người khom lưng lễ phép gọi dương tử mi sư phụ nhìn cách anh ta chào Dương Tử Mì mọi người ai nấy vô cùng ngạc nhiên cho rằng mình đang bị ảo giác mọi người bàn tán xôn xao anh ấy gọi cô ta là sư phụ sao anh cũng nghe thấy rồi chứ không phải là tôi nghe làm sao thật đấy tôi nghe rõ ràng như thế mà có người vui mừng nói không biết có phải hay là không nữa nhưng mà cái tên Phùng Minh á, sắp gặp phiền phức rồi đúng nhìn đi phùng minh toàn thân ngay dạy đứng như trời trồng hắn như bị sét đánh ngang tay, kinh ngạc nhìn tưởng tử lương thiếu soái anh nói cái gì vậy anh quen cô ta sao tại sao tôi lại không biết sư phụ của tôi cho được tưởng tử lương nhìn hắn lạnh lùng đáp tôi phải ba quỳ chính lại để mà nhận cô ấy là sư phụ bối cảnh của tôi còn không biết là gì so với cô ấy nữa phùng minh nghe xong lập tức toát mồ hôi vẫn không tin nói Tại sao có thể vậy được chứ? Tại sao mà cô ta lại lại là sư phụ của anh? Thiếu soái đừng có lừa tôi chứ. Anh thấy tôi là người thích nói đùa sao? Tưởng tử lương lạnh lùng đáp. Cứ cho là tôi lừa anh đi. Nhưng mà cũng không có tùy tiện gọi người khác là sư phụ. Anh ta nói cũng đúng. Thân phận của anh ta như thế nào? Bình thường, anh ta làm việc rất là nghiêm chỉnh, thẳng thắn, Không có lý do gì tùy tiện gọi một cô gái là sư phụ như thế. Phùng Minh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chương 1612 Hắn ta thật sự không rõ đang xảy ra cái chuyện gì. Con gái con nhà buôn bán mà hắn ta khinh thường lại là sư phụ của vị thiếu soái mà hắn ta tôn kính. Chẳng trách cô ta mạnh mồm mạnh miệng như vậy chứ. Thì ra địa vị chính là dựa vào thiếu soái tưởng. Tại sao mà hắn lại phạm vào cái sai lầm lớn vậy chứ? Xin lỗi thiếu soi tưởng là là tôi hiểu lầm, tôi không biết cô ta là sư phụ của anh. Phùng Minh dỗ dàng giải thích với tưởng tử lương, sau đó lệnh cho cấp dưới tháo còng cho Dương Tử My. Dương Tử My nhẹ nhàng cử động, hai viên cảnh sát lây quay mãi không có tháo được còng trên tay cô ta. Thấy tưởng tử lương mặt mày cao có, Phùng Minh càng sốt ruột, hắn liền tác cấp dưới một bạc tay. Đồ ngu, Tôi bảo anh còng tại sao mà làm nhanh thế Bây giờ kêu tháo ra Đứng đây chần chừ mãi Viên cảnh sát đó cũng lo lắng Cục trưởng Phùng Chắc chắc là khóa hỏng rồi Không có mở được Mặc dù theo lệnh của Phùng Minh Còng tay Dương Tử My Nhưng mà việc này chính anh ta thực hiện Cho nên anh ta sợ mình bị liên lụy Đưa đây cho tôi Ngu ngốc Phùng Minh cầm chìa khóa Dỗ dàng bước tới mở khóa cho Dương Tử My Dương Tử Mi mì né mình tránh đi, nhíu mày nói: "Tôi không có muốn ông đến gần." Phùng Minh sững người, hắn biết cô đang nói mình, nhưng mà lần này hắn không có dám nổi nóng rồi, chỉ vội vàng nói: "Là là tôi, tôi là một đống phần chết tiệt, lão đại nhân đại lượng tha mạng cho tôi." "Ha, trong tôi già lắm sao?" Dương Tử Mi hừ lạnh một tiếng. "Tôi mới có 16 tuổi thôi, ông gọi tôi là lão đại nhân là có ý gì?" Phùng Minh biết Dương Tử My đang cố ý làm khó hắn ta, liền nói: "Xin xin lỗi, là tôi lỡ mồm lỡ miệng nói sai, cô rất trẻ, rất xinh đẹp, còn đẹp hơn cả Minh Tinh nữa." Dương Tử My nói: "Ông là người của địa vị, ông nói nhầm, tôi không có dám khó dễ ông. Với loại người như hắn, cô không thể bỏ qua được, hơn nữa còn bắt hắn xin lỗi quốc gia, xin lỗi nhân dân, xin lỗi chính mình." Phùng Minh sợ toát mồ hôi, Tôi xin lỗi, tôi có mắt mà không có thấy Thái Sơn đã kinh thường cô. Sau khi mà vụ án này kết thúc, tôi mời cô đến khách sạn Dân Lai để mà tôi chuộc lỗi. Dương Tử My nói, Thái Sơn hả? Ý của ông, tôi là người rất to, rất béo có đúng không? Chẳng lẽ ông không biết con gái ghét nhất là bị chê béo sao? Ai bảo hắn ta vừa vô lễ với ông nội? Cô vẫn chưa có muốn tha cho hắn ta, phải cho hắn một bài học. Phùng Minh giải thích. Điều này tôi, tôi không phải là có ý đó đâu. Tôi không hề biết cô là sư phụ của thiếu soái tưởng mà lại đi đắc tội với cô chứ. Giọng của Dương Tử Mi vừa mạnh mẽ dứt khoát. Hả? Vì tôi là sư phụ của thiếu soái tưởng cho nên ông mới dám đắc tội hả? Nếu như tôi là người bình thường có khi nào ông còn giết tôi luôn không? Phùng Minh càng ngày càng rung lên cầm cập vì sợ. Ngay từ đầu thấy cô gái này mềm yếu, dễ bắt nạt. Không ngờ cô ta lại... Phùng Minh thấy tưởng tử lương có vẻ không vui, cũng không có dám nói gì thêm, dỗ dàng đáp. Tôi xin lỗi, là tôi sai, xin cô tha cho, cô muốn tôi thế nào cũng được mà. Dương Tử My nhẹ giọng nói, nếu như ông đã còng tay của tôi lại, thì tôi cũng muốn vào cuộc cảnh sát, xem trong đó có gì hay ho. Phùng Minh sợ hãi dỗ dàng đáp, không được, không được, cô là thân vàng thân ngọc ở nhà giam bẩn thiểu lại có dáng có chuột đó dương tử mi thương lượng cho phùng minh nhưng mà tôi muốn vào xem thử cục trưởng phùng tôi đề nghị ông đưa tôi đi tôi sẽ nói đồ đệ của tôi không trách ông nữa phùng minh sầm mặt lại bây giờ hắn mới hiểu thế nào là mời thần thì dễ mà tiễn thần thì khó chương một nghìn sáu trăm mười ba phùng minh sợ hãi muốn chết vừa chắp tay vừa lại xuống. Tôi xin cô bỏ qua cho tôi có được không? Cô muốn thế nào tôi đều chịu hết mà. Cục trưởng Phùng, chính ông đã bắt tôi lại. Tại sao bây giờ lại xin tôi tha cho ông? Không phải là ông bắt người rồi vô nghĩa sao? Dương Tử My đưa cái còng cổ tay lên nói. Vừa nãy mọi người đều đã thấy ông sai người bắt tôi rồi nói là phải nhốt tôi lại mấy ngày. Những người khác sẵn đã ghét Phùng Minh hơn nữa nhìn ra dương tử mi muốn làm xấu hổ hắn một trận bèn lên tiếng phụ họa trước mặt của tưởng tử lương ông thấy chưa cục trưởng phùng mọi người đều cho là ông không có chịu thả tôi ra chứ không phải là tôi không chịu tha cho ông làm người không thể không phân rõ trắng đen như thế được dương tử mi nói với một giọng quan ức tôi rõ ràng là dân lành ông nói tôi là điêu dân huống hồ xã hội này là xã hội pháp trị mọi người đều là công dân mọi người đều bình đẳng tại sao lại phân biệt cán bộ với công dân chẳng lẽ ông muốn khôi phục đế chế thay đổi lịch sử sao ông làm vậy thì con ông có biết không vợ ông có biết không cha mẹ của ông có biết không hàng xóm của ông có biết không thủ trưởng của ông có biết không cô liên tiếp hỏi mấy câu có biết không khiến cho mọi người đều buồn cười cảm giác cô bé này thật là nhanh mồm nhanh miệng thật may mình đã không đắc tội với cô ta ngay cả tưởng tử lương vẫn lạnh lùng cũng hơi run rẩy dương tử mi thật ra cũng không phải là người nhanh mồm nhanh miệng chỉ là cô sống cùng với long truy nguyệt và tăng tư tuệ cho nên bắt đầu nói nhiều hơn phùng minh bị cô hỏi ép liên tiếp như vậy thì người lão đảo hai chân mềm nhũng suýt nữa đã ngã lăn ra đất tôi xin lỗi là do cái miệng bị ổi của tôi tôi sẽ đánh cái miệng của mình vì có thể khiến cho dương tử mi dần ngu giận hắn ta phải dùng khổ nhục kế, đưa tay lên, tự tác vào mặt của mình một phát. Nhưng ông ta hoàn toàn không có dùng lực, cái tác của ông ta nhẹ như đập mũi vậy. Dương Tử My tiếp tục nói, Cục trưởng Phùng, ông đập mũi có phải là chê bệnh viện vệ sinh không sạch hả? Để cho mũi chích lên cái bản mặt của ông sao? Phùng Minh mồ hôi chảy như suối. Không, không phải tôi đập mũi, để tôi đánh cái miệng của tôi thật đau này, Nói xong, hắn giơ tay tác vào mặt của mình. Lần này hắn dùng lực rất mạnh. Mọi người, ai cũng nghe thấy một tiếng bóp rất mạnh. Má của Phùng Minh in nguyên năm ngón tay đỏ tươi. Hắn bị chính mình tác đau đến ù tai nhức óc. Hắn tự trách, tại sao mà lại dùng lực mạnh vậy để mà hại chính mình chứ? Dương Tử mì liếc hắn một cái. Cục trưởng Phùng, đây là ông tự đánh mình, không có liên quan gì đến tôi nha. Phùng Minh dỗ dàng nói, Tôi không dám, sau này tôi sẽ kính trọng cô như thần Phật, không có dám đắc tội nữa. Dương Tử My cười nhạo, ông lại muốn trù tôi chết sớm có phải không? Không, không phải ý đó. Phùng Minh chợt nhận ra, ông ta nói bất cứ câu nào cũng đều bị cô bắt bẻ. Đây không phải là ý tốt nhất. Dương Tử My không có làm khó hắn nữa, cô không có muốn tốn thời gian ở đây để mà nói chuyện với loại người này mong rằng sau vụ này ông ta có thể học được một bài học. Chương 1614 Nhưng mà cô vẫn muốn hắn trực tiếp xin lỗi ông nội của mình. Dương Tử My nói, Thật ra tôi không có quan tâm ông đối xử với tôi thế nào, nhưng mà ông dám vô lễ với ông nội tôi, tôi không có bỏ qua được. Phùng Minh thấy cô đã bớt giận rồi, cũng hiểu được ý của cô, vội vàng xin lỗi Dung Hòa. Xin lỗi ông Dung, tôi có mắt như mù xem thường ông mong ông rộng lượng tha thứ cho tôi lần này về sau tôi nhất định sẽ nói với bạn bè bà con cấp dưới mua thật nhiều bánh hoa đào kể cả đặt số lượng lớn mỗi ngày nhà tôi chỉ bán lẻ bánh hoa đào thôi không có nhận làm số lượng lớn theo yêu cầu như vậy dung hòa bình tĩnh nói nhà tôi chỉ buôn bán lẻ không có muốn quan hệ với người như ông còn nữa bánh hoa đào nhà của tôi dành cho những người biết thưởng thức không phải là tùy tiện để cho người khác làm bẩn nó đâu. Phùng Minh không biết nói thế nào cho phải nữa. Trong lòng của hắn, có thể đang rất là tức giận, nhưng mà cũng không dám bộc lộ ra ngoài. Trong tiềm thức của hắn, hắn vẫn kinh thường dung hòa. Nếu Dương Tử Mi không quen tưởng tử lương, hơn nữa lại là quan hệ thầy trò, hắn không có bỏ qua cho ông cháu nhà cô rồi. Động rồi. Ô, ông ông ấy cử động rồi kìa một viên cảnh sát bỗng kêu lên dương tử mi nhìn qua chỉ thấy không khí trước mặt của ông ta từ màu đen biến thành màu tím đen cơ thể run rẩy như muốn cử động đôi mắt mở to đây không phải là một màu đen bình thường mà có một chút màu xanh rất là kỳ lạ giống như mắt mèo ba tư trong đêm dương tử mi lo ngại cô dùng lực chiếc còng sắt trên cổ tay của cô kêu ken một tiếng dứt ra rơi xuống đất cô nhanh chóng đi đến rút ra ba cây kim châm cô lấy tài nhấn vào huyệt thiên đàng của ông ta sau đó nhanh chóng điểm vào huyệt dị của ông ta khiến cho ông ta không thể nhúc nhích từ tháo còng sắt đến bấm huyệt dị cô đều thực hiện rất nhanh và chính xác động tác của cô quá nhanh khiến cho mọi người không kịp chú ý đã xảy ra cái chuyện gì bởi vì con trùng đã đi vào đầu của dung nhạc thực tế ông ta đã chết rồi Dương Tử Mi không do dự về mạng sống của ông ta. Cô rút ra một cây châm rất dài, châm vào quyệt thái dương của ông ta để giữ con trùng lại. Người ngoài chứng kiến cảm giác rất nhanh và nhẹ nhàng. Nhưng mà thực ra cô đang trải qua một cuộc kinh tâm động phách. Con trùng không có giống với con trùng bình thường. Ít nhất phải có hơi thở, sức lực thỏa đáng. Nếu không, cơ thể của dung nhạc sẽ nổ tung. Nếu dịch đen tung ra bắn vào người khác, thì có nghĩa người đó trúng độc cổ trùng. Mà tạp chất độc cổ trùng sẽ độc gấp 10 lần so với cổ độc ban đầu. Đến lúc đó lại càng khó xử lý. Dương Tử Mi cẩn thận hoàn thành các cái thao tác mới thở vào nhẹ nhõm. Cô nhận lấy chiếc khăn từ tưởng tử lương nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán. Những người khác vẫn không hiểu cô đang làm cái gì. Nhưng mà mọi người đều thấy cô đã dùng lực của mình phá cái còng bằng sắt đến dùng búa cũng chưa chắc đã mở được. Rốt cuộc cô đã dùng thần lực gì? Chẳng trách cô là sư phụ của tưởng tử lương. Xem ra không phải nói đùa rồi. Phùng Minh đứng trước mặt của cô, chính hắn ta là người nhìn rõ nhất. Cô tự dùng lực của mình để mà làm vỡ cái cọng sắt. Chương 1615 Hắn nhìn cái đoạn cọng sắt nằm trên mặt đất với vẻ kinh ngạc. Chân tay lạnh toát, cả người rung lên cầm cập nếu như lúc nãy cô dùng lực như vậy mà gõ nhẹ vào đầu của hắn ta một cái thì có lẽ đầu hắn không còn nguyên vẹn rồi thật đáng sợ sau này hắn không có bao giờ dám khinh thường bất cứ ai nữa tưởng tử lương nhìn một con mắt của dung nhạc trên giường hỏi sư phụ tình hình thế nào dương tử mi nói với tưởng tử lương con trùng đó đã bị em khống chế rồi nhưng mà vẫn không có được tùy tiện hành động nếu không xảy ra chuyện lớn Đối với cô, tưởng tử lương là người có thể tin tưởng tuyệt đối. Tưởng tử lương hỏi, ông ấy chết rồi sao? Ánh mắt của Dương Tử Mi thoáng một chút buồn gật đầu. Ờ, à, con trùng đó đã vào não của ông chú rồi, năng lực của em cũng không có còn được như trước nữa. Nữ nữ, thật sự không còn cách nào để mà cứu được A Nhạc nữa sao? Dung Hòa đứng một bên, nghe thấy câu nói này, cảm thấy vô cùng đau đớn giống như có người hung hăng cầm dao đâm thẳng vào tim của ông vậy. Đôi mắt của Dương Tử Mi đỏ lên, nói với giọng trầm trầm đau khổ. Con xin lỗi, tất cả là do con phát hiện quá muộn, lần trước ở Dung Hòa Trai con không có quan sát cẩn thận. Dung Hòa thở dài một hơi, xoa xoa đầu Dương Tử Mi. Sống chết là vô thường, làm sao mà trách con được chứ? Dương Tử Mi cảm thấy buồn bã. Thật ra lần trước gặp Dung Nhạc, cô cũng đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Nhưng vì quá nóng lòng muốn gặp ông, cho nên cô không có dừng lại xem xét mà dỗ dàng rời đi. Sau đó, cô quên luôn cái chuyện đó. Nếu cô có thể phát hiện sớm đuổi cổ trùng đó đi, thì ông hai đã không ra nông nổi này rồi. Ông tha thứ cho cô, nhưng mà bản thân của cô không thể tha thứ cho mình. Tưởng tử lương hỏi, Sư phụ, rốt cuộc tình hình sao rồi? dương tử mi ngẩng đầu nhìn cái đám người đang chen lấn chung quanh nói với tưởng tử lương tử lương chỗ này không nên đông người như vậy anh giải tán bớt mọi người đi Dân, thưa sư phụ tưởng tử lương giải tán mọi người ra ngoài mọi người không biết đang xảy ra cái chuyện gì nhưng mà thiếu xoáy tưởng hạ lệnh không thể không rời đi bọn họ đi ra ngoài bệnh viện ngay lập tức bàn luận về dương tử mi một người hỏi ông nói xem Cô gái đó có thân phận thế nào, sao có thể là sư phụ của thiếu soái tưởng chứ? Tôi không biết, tôi chưa từng gặp cô gái này, chắc không phải là người thủ đô. Ông đoán xem cô ấy tầm bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn vậy á, chắc cũng chỉ trên dưới 16 tuổi thôi. Nhìn vẻ ngoài khoảng 16, nhưng ánh mắt rất là già dặn, trầm tĩnh, giống như trải qua nhiều sương gió vậy. Chẳng lẽ thực ra cô ấy là một bà già dùng thuộc trú nhang sao nếu không không có thể trở thành sư phụ của thiếu soái tưởng được ông nói cũng có lý nhưng cái kiểu trẻ mãi không già đó không phải là chỉ có trong tiểu thuyết kiếm hiệp thôi sao rất khó nói lần trước cô gái đó cũng nói rằng trên đời này những thứ mà con người chúng ta không biết đến thì là những thứ không có tồn tại đúng rồi vừa nãy ông có thấy động tác châm kim của cô ấy không nhanh cực luôn tôi còn không có nhìn rõ cô ấy làm gì đúng còn nói cái gì mà con trùng độc nữa chẳng lẽ thế giới này lại bắt đầu có mấy cái chuyện quyền ảo trong truyện kiếm hiệp sao dù thế nào tưởng tử lương chịu gọi cô ta là sư phụ cô ấy chắc chắn không phải là dạng dừa đâu không ngờ dung hòa trai bé xíu lại có thể có người giỏi vậy chứ có người cười nhạo vậy cho nên phùng minh mới xui xẻo như vậy lúc này Phùng Minh đã dội dàng lên xe thoát khỏi cái chỗ này. Hắn lo nếu còn nắng lại thêm giây phút nào nữa, bị Dương Tử Mi mà bắt gặp, á, hắn thật sự đúng là đèn lũi nhất trên đời. Chương 1616 Mặt nửa đen nửa trắng của Lan Khê Đám người đã giải tán, chỉ còn lại một mình Dương Tử Mi Dung Hòa và Tưởng Tử Lương ở trong phòng. Dương Tử Mi nhìn Dung Hòa suy nghĩ một chút rồi mới nói Ông, ông cũng nên đi đi ngọc khê vẫn đang đợi ông đó dung hòa nhìn dung nhạc nằm trên giường đôi mắt của dung nhạc vẫn xanh khuôn mặt rất là dữ tợn nhưng mà lại không thể động đậy được hỏi lo lắng nữ nữ cháu muốn làm cái gì ông ông hai ra thế này bắt buộc phải xử lý thôi nếu ông ở đây á cháu sợ ông không có chịu nổi đâu dương tử mi nói thêm hơn nữa nếu sơ sẩy một chút thôi những người xung quanh đều có thể bị liên lụy. Vậy cháu định xử lý thế nào? Nhanh chóng thiêu thành tro. Dương Tử Mi nói bằng một giọng tiếc nuối. Bây giờ cơ thể này không khác gì một thứ vô cùng độc hại. Nếu không xử lý, sinh ra nhiều rắc rối. Dung Hòa rơi nước mắt nhìn người em. Ông, ông cũng đã nói sống chết có số cả rồi, đừng có đau lòng quá, con sẽ giúp cho ông hai làm hậu sự lễ siêu độ của ông sẽ được hưởng thụ hạnh phúc trên chốn cực lạc dương tử mi ôm lấy dung hòa còn nữa việc này chưa nên cho lan khê biết để tránh cô ấy bị kích động dung hòa gật đầu nhìn cô lo lắng nói còn xử lý chuyện này không có bị nguy hiểm gì chứ không không có gì nguy hiểm dương tử mi mỉm cười ông yên tâm đi từ trước đến giờ con chưa từng làm chuyện gì mà chưa có hiểu rõ tình hình đâu. Thật chứ? Dung Hòa nghi ngờ nhìn cô. Nữ nữ à, con phải biết rằng ông đã mất đi người em rồi cho nên không có bao giờ để mất đi đứa cháu đáng quý đâu. Dương Tử Mi vô cùng cảm động gật đầu. Dần, con nhất định sẽ tự bảo vệ mình. Cảm giác có được sự quan tâm của ông thật là thích thú, làm cho cô cảm thấy mình được trân trọng. Dung Hòa cũng đi ra ngoài. Ông ra ngoài đi tìm Dung Lan Khê, nhưng mà dù tìm thế nào cũng không có tìm được hình bóng của cô bé. Dung Hòa hơi nồn nóng gọi to tên cô bé. Lan Khê! Lan Khê! Nhưng mà vẫn không thể tìm được cô cho nên đành phải gọi điện về nhà của họ Dung tìm hỏi Dung Thanh. Dung Thanh trả lời vẫn chưa có thấy Lan Khê trở về. Dung Hòa bắt đầu lo lắng, gọi cả nhà của họ Dung đi tìm kiếm Dung Lan Khê. Dương Tử Mi ở trong phòng bệnh hoàn toàn không có biết chuyện gì đang xảy ra, đang bàn chuyện với Tử Lương tìm mọi cách xử lý. Cuối cùng, hai người quyết định thiêu Dung Nhạc bằng minh quả ngay tại chỗ. Đây là phương pháp tốt nhất để giải quyết con trùng độc đó. Dương Tử Mi bảo tưởng Tử Lương ở bên ngoài hỗ trợ cho cô, một mình cô ở trong phòng lấy ra tháp sắt nhỏ, gương, kim châm, bắt đầu nhen nhóm lên minh quả. Đàn thiêu cháy rất thuận lợi, thì cuối cùng tự nhiên lại có một tiếng bom nổ gian trời, làm cho tro cốt bị bắn khắp nơi. Nếu không nhờ khả năng hút năng lượng của tháp sắt nhỏ, dương tử mi cũng đã bị bắn phải rồi. Cô cẩn thận tìm nguyên nhân của vụ nổ, quả ra vẫn là một quả trứng độc cổ gây ra. Cô mới thu dọn sạch sẽ xung quanh, gọi tưởng tử lương vào. Tưởng tự lương thấy cô bình yên vô sự, thở dài một hơi nhẹ nhõm. Thế này cũng coi như xử lý khá ổn rồi chứ. Đúng, Dương tử mi gật đầu. Chỉ tiếc không có giữ lại trò cốt của ông hai rồi. Tưởng tự lương thấy cô đau buồn, trầm lặng nhưng mà cũng không biết phải làm gì, an ủi cô. Tiếp theo, chúng ta phải làm sao đây? Tiếp theo, có thể ta sẽ tìm người ở núi Trường Bạch. Dương Tử My mì cảm thấy loại trùng độc cổ này nhất định có liên quan đến sư phụ ở đó. Nhưng mà cô không biết người đó là ai. Chỉ có cách đến núi Trường Bạch mới có thể tìm ra xác nhận thôi. Chương 1617 Mặc dù tình cảm của cô và dung nhạc vẫn chưa nhiều, nhưng mà dù gì ông cũng là ông chú của cô, cô nhất định phải báo thù cho ông ta. Xử lý xong mọi chuyện, cô và tưởng tử lương đi ra ngoài, cô phát hiện không có thấy ông nội và Dung Lan Khê đâu. Thì cô mới cho rằng họ đã về nhà, bèn một mình về nhà họ Dung. Cổng biệt thự nhà họ Dung đóng chặt, cô gõ cửa một hồi cũng không có ai ra mở cửa. Hơn nữa, cổng còn bị khóa phía ngoài. Bọn họ đi đâu rồi? Dương Tử Mi hoang mang, lấy điện thoại gọi cho Dung Thanh. Chú, mọi người đi đâu hết rồi? Nữ nữ, giọng của Dung Thanh có vẻ nôn nóng. Cháu không có thấy Lan Khê ở đâu à? Mọi người tìm tất cả các nơi Lan Khê có thể đến trong cái thủ đô này nhưng mà vẫn không tìm thấy con bé. Dương Tử Mi lo lắng. Không thấy Lan Khê sao? Cháu, cháu cũng không biết hả? Lan Khê đi cùng với cháu với bác cả, cùng ra ngoài mà. Dung Thành lo lắng đáp. Bình thường Lan Khê là một cô bé rất khôn khéo nhưng mà lại bị mù đường, không biết đi lạc ở đâu rồi. Lạc đường nhưng mà vẫn không sợ bằng gặp người xấu đó. Thôi, chú cũng đừng có quá lo lắng, để cháu gọi người tìm xem. Dương Tử Mi Dỗ dàng gọi cho Thượng Tử Lương, kể với anh ta mọi chuyện xảy ra. Về việc tìm người, không ai có đủ nguồn nhân lực như là Tưởng Tử Lương. Tưởng Tử Lương nghe xong, không có nói gì cả, lập tức điều động cấp dưới của anh ta đi lục soát cả thủ đô. Hơn nữa, thông báo tìm người ở các vùng lân cận. Dương Tử Mi về nhà của họ tưởng tìm tuyết hồ giúp đỡ nếu tuyết hồ không có tìm được chắc chắn lan khê đã đi khỏi thủ đô lan khê khôn khéo như thế tuyệt đối không có tự mình ra khỏi thủ đô có khả năng là cô bé đã bị kẻ xấu bắt cóc rồi lan khê và cô là chị em có cùng quyết thống cô không có tính được cô bé đang ở đâu ngoài tìm cô bé ở những con ngõ nhỏ trên phố thì cô cũng không có cách nào khác cả có điện thoại của Tuyết Hồ gọi đến Nhà đầu, anh đã tìm thấy Lan Khê rồi Dương Tử My vui mừng hỏi Ở đâu? Đang ở nhà của họ Trạch Em, mau đến đây đi Tuyết Hồ nói với giọng có vẻ nghiêm trọng Cô bé xảy ra chuyện rồi Dương Tử mi lại lo lắng Báo cho người nhà của họ Dương Là đã tìm thấy Lan Khê rồi Sau đó mới vội vàng trở về Dùng Lan Khê như đang ngủ sai Trên tay của Tuyết Hồ Dương Tử My chạy tới xem Tuyết Hồ dán đám tóc đang che nửa khuôn mặt của Lan Khê ra. Tuyết Hồ, rốt cuộc Lan Khê đã xảy ra cái chuyện gì vậy? Chỉ thấy một nửa khuôn mặt của Lan Khê biến thành màu đen, nửa còn lại thành màu trắng hoàn toàn đối lập. Chuyện gì thế này? Ngoài khuôn mặt đã bị biến thành màu đen, thì Dương Tử Mi không có phát hiện điểm khác nào trên người cô bé. Cái màu đen này rốt cuộc là tại sao? Tuyết Hồ, chuyện này là sao chứ? dương tự mi hỏi tuyết hồ hy vọng với vốn kiến thức sâu rộng của anh ta có thể giúp cho cô giải đáp tuyết hồ lắc đầu đến tuyết hồ không biết thì rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra hơn nữa tuyết hồ tìm thấy dung Lan khê đang hôn mê trong một căn phòng bỏ quan ở ngoài ô thành phố dương tự mi nhìn nửa khuôn mặt của Lan khê đang nằm bất động tim cô thắt lại cô mới về nhà của họ dung trở thành người nhà của họ dung trong nhà liên tiếp xảy ra chuyện. Ông chú bị trúng độc cổ trùng, Lan Khê bị biến dạng nửa khuôn mặt. Chẳng lẽ do bản thân của cô xui xẻo mang đến tai họa cho người nhà họ Dung sao? Chương 1618 Dương Tử My đưa tay bế lấy Lan Khê từ tay của Tuyết Hồ nhưng bị anh ta ngăn lại. Không sao, để cho anh bế cô em cho, em đi nghỉ ngơi đi. Dương Tử My ngạc nhiên nhìn Tuyết Hồ Trừ cô ra, tuyết hồ không bao giờ tiếp xúc thân thể với người khác. Ngay cả tiểu thiên, anh ta chưa bao giờ đụng tay. Hiện tại, anh ta đang ôm răng khê trong mình lâu như vậy, mà không cảm thấy phiền toái, khiến cho cô rất ngạc nhiên. Dùng lang khê, cuộn mình trong lòng của tuyết hồ, ngủ rất thoải mái, như là một con mèo đang cuộn tròn trong lòng chủ của nó. Cô bé không hề biết khuôn mặt của mình đã bị biến đổi xấu xí như thế một tay của tuyết hồ ôm lấy cô bé tay kia vuốt vuốt nhẹ sau lưng động tác rất là tự nhiên khuôn mặt anh ta bình thản thậm chí còn rất ôn nhu dễ chịu tuyết hồ thích lan khê sao dương tử mi thầm nghĩ lúc này dung lan khê mới tỉnh lại mở mắt nhìn dương tử mi dụ dụi đôi mắt còn mơ màng buồn ngủ nũng nịu hỏi chị ơi đây là đâu vậy tại sao em lại ngủ ở đây vậy cô bé phát giác ngửi ra một mùi hương rất là dễ chịu hơn nữa lại ở rất gần cô ngẩng đầu lên nhìn thấy mình đang nằm trong tay của một người con trai cô mới lập tức giật mình nhảy dựng lên trừng mắt hỏi tuyết hồ anh là ai tại sao mà lại ôm tôi lan khê đây là bạn của chị anh tuyết hồ không cần phải sợ đâu dương tử mi kéo tay của dung lan khê nói có thật không dung lan khê hỏi với một giọng đề phòng Cô bé nhìn tuyết hồ, quay qua hỏi Dương Tử My: Tại sao em ngủ trong lòng của anh ta vậy? Rõ ràng em đang ở bệnh viện đợi chị và ông mà. Chị cũng muốn hỏi em, tại sao em đi khỏi bệnh viện? Em có gặp người kỳ quái nào không? Dương Tử My hỏi: Người kỳ quái hả? Dùng lan khê suy nghĩ. À đúng rồi, em có gặp một ông già. Mặt của ông ta nửa màu đen, nửa màu trắng đứa trẻ con nào nhìn thấy cũng sợ khóc thét lên dương tử mi Mì rung mình một cái sau đó thì sao sau đó ông ấy đi đến hỏi em thấy ông ta có xấu không Dùng lang khê kể rất là tự nhiên mặt của ông ta bên trắng bên đen rất kỳ lạ nhưng mà em cũng không có thấy xấu hơn nữa nếu ông ta có xấu xí em cũng không có nói thẳng ra như thế sẽ rất vô duyên dương tử mi vội vàng hỏi em nói thế nào em nói ông ta không xấu sau đó sao nữa sau đó ông ta hỏi em có muốn chơi với ông ta không dung làng khê nghĩ một chút lại kể em nói với ông ta em phải đợi chị và ông cho nên không có thể đi chơi được sao nữa ông ta còn hỏi ông ta có thể chữa được khuôn mặt nửa trắng nửa đen đó nhưng phải tìm được một người chịu thai ông ấy hỏi em có muốn chịu thai ông ta không dung làng khê bối rối nói lúc ấy em mới liền từ chối ông ấy em em vẫn còn nhỏ mà nếu lớn lên với khuôn mặt như vậy sẽ bị người khác ghét bỏ sau đó ông ta khóc rất là thảm thiết kể là từ nhỏ mặt của ông ấy đã bị thế rồi ông ấy không có bạn cũng không có muốn ai đến gần ông ta ông ta rất cô đơn em nghe cũng thấy tội nghiệp bèn gật đầu nói là nếu có thể tìm người thay thế thì em sẽ thay chịu cho ông ta vừa nói xong đầu óc đã choáng váng rồi. Dương Tử Mi nghe được toát mồ hôi. Chương 1619 Tuyết Hồ, việc này phải giải thích thế nào đây? Dương Tử Mi thấy bộ dạng suy nghĩ của Tuyết Hồ khẽ chớp mắt hỏi. Tuyết Hồ nhìn khuôn mặt bên đen bên trắng của Lan Khê. Có thể chỉ là một trò đùa. Một trò đùa sao? Dương Tử Mi nhíu mày, Ai mà bày ra cái trò đùa thế này chứ? Hoặc là nói, ai có năng lực bày ra cái trò đùa thế này? Tuyết Hồ trả lời. Thần tộc. Dương Tử My chớp chớp mắt. Thần tộc. Tuyết Hồ gật đầu. Nguyên nhân đa phần là muốn cứu đứa bé này. Dương Tử My cũng muốn hỏi Lan Khê có nguy hiểm gì. Nhưng mà thấy Lan Khê ở bên cạnh cho nên không có tiện hỏi. Lo lắng cô bé sợ hãi. Vì vậy bảo Lan Khê đợi ở bên trong cô mới lôi kéo Tuyết Hồ ra chỗ khác để nói chuyện. Dương Tử Mi nôn nóng hỏi, Tuyết Hồ, Lan Khê sẽ gặp nguy hiểm gì vậy? Tuyết Hồ thản nhiên nói, căn cứ vào dấu hiệu sinh mệnh của Lan Khê, bây giờ cô bé có lẽ không còn sống trên đời nữa rồi. Tim của Dương Tử Mi trùng lại, vì sao? Tuyết Hồ nở nụ cười, giãy tay sờ đầu cô sủng nịnh nói, nhà đầu ngốc này, không phải là em là thầy tướng sao? sống chết có số tại sao mà còn hỏi anh chứ mặt của dương tử mi hơi đỏ hồng ngượng ngùng thè lưỡi chính xác cuộc đời con người có người sống lâu một chút có người như phù dung sớm nở tối tàn mỗi người đều có số mệnh định sẵn mình lại hỏi gì sao đúng là ngốc mà thật làm ảnh hưởng đến tác phong chuyên nghiệp của mình rồi dương tử mi không ngại học hỏi nhưng mà bây giờ lan khê vẫn còn sống chính là vì trên mặt có ấn ký màu đen sao? Tuyết Hồ gật đầu. Mặt cô bé nhìn bề ngoài nửa đen nửa trắng. Thực tế nó đại diện cho hai giới âm dương. Do đó ngưu đầu mã diện không có thể câu hồn phách cô bé đi được. Như vậy cô bé mới có thể tiếp tục sống tự do. Thì ra là vậy sao? Dương Tử mi nhẹ nhàng thở vào một hơi. Đây đúng là phúc báo của Lan Khê mà. Em rất muốn biết ông lão kia là ai mí mắt của tuyết hồ hơi hạ xuống dương tử mi phát hiện có một chút không thích hợp lắc cánh tay của tuyết hồ hỏi tuyết hồ có phải anh biết ông ấy là ai không không thể xác định dương tử mi muốn được giải đáp nghi vấn của mình tuyết hồ trước kia anh luôn không có cho người khác tiếp cận mình vì sao anh lại ôm rang khê có lẽ là do cô ích kỷ tâm chiếm hữu rất nặng trong tiềm thức tuyết hồ chỉ đến gần một mình cô thôi vừa thấy thái độ của tuyết hồ đối với lan khê có một chút không bình thường dù lan khê là em họ cô yêu quý nhưng mà trong lòng cô vẫn có một chút khó chịu giống như đồ chơi yêu thích của mình bị người khác lấy đi nhưng mà cô không có biểu hiện ra ngoài bởi vì cô biết suy nghĩ này của cô thật không đúng người cô yêu là long trục thiên người cô muốn ở bên cạnh trọn đời cũng là long trục thiên cô không có thể ích kỷ can thiệp quấy rối tự do tình cảm của tuyết hồ nhà đầu ngóc tuyết hồ duỗi tay sờ đầu cô đó là vì cô bé là em gái của em còn nữa trên người cô bé lưu lại một chút hơi thở khiến cho anh hoài niệm dương tử mi khẩn trương hỏi không phải là vì bản thân của anh thích lan khê sao đôi mắt xanh lam của tuyết hồ tràn đầy ôn nhu sủng nịnh nhìn dương tử mi đương nhiên không phải trên đời này trừ nha đầu ngốc em bất kỳ kẻ nào khác anh đều không có thể nói rõ thích hay là không thích với anh tất cả đều giống như tảng đá cây cỏ thôi chương 1620 tâm tình của dương tử mi dường như bị hòa tan ra dương tử mi hỏi tuyết hồ khí tức khiến cho anh hoài niệm có phải liên quan đến ông lão có khuôn mặt đen trắng như lời của lan khê nói không tuyết hồ gật đầu khí tức đó rất giống ông Cố Quan, mặt của ông Cố Anh một bên đen một bên trắng. Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi: "Ông Cố Anh không phải là hồ tộc sao? Anh còn vừa nói khuôn mặt của Lan Khê là trò đùa của thành tộc mà." Ngữ khí của Tuyết Hồ thoạt thản nhiên nhưng mà lại mang theo một chút ưu thương. "Ông Cố Quan là thần tộc, bà Cố Anh mới là hồ tộc. Sự kết hợp giữa thần tộc và yêu tộc." Dương Tử Mi không nhận thấy sự ưu thương của Tuyết Hồ, gật đầu thuận miệng nói. Tình yêu dược chủng tộc, có phải gặp rất nhiều cản trở không? Nói xong, ngẩng đầu, cô mới phát giác, ưu thương trên mặt của Tuyết Hồ có một chút nặng nề. Dương Tử My quan tâm hỏi, Tuyết Hồ, sao vậy? Ông cố và bà cố của anh sau này bất hạnh sao? Tuyết Hồ gật đầu, ông cố bị đầy xuống nhân gian, bắt buộc phải tìm được người giúp đỡ gánh giác được khuôn mặt đen trắng đó mới có thể giải trừ nguyền rủa mà bà cố của anh không biết bị thần tộc nhốt ở đâu anh tìm kiếm hơn một dạng năm không tìm được tung tích của bà thì ra là giấy sáo dương tử mi thấy sự bi thương trên khuôn mặt của anh không tự giác mà học anh cũng đưa tay lên xoa đầu anh phốc một tiếng tuyết hồ biến thành thân tiểu hồ ly nhảy vào trong lòng của cô cuộn mình lại giống như là nhu nhược bất lực nhắm mắt lại dương tử mi ôm anh sờ cái bộ lông trơn bóng của anh trong lòng cảm khái vô vàng tuyết hồ đã tu hành trên dạng năm thoạt nhìn cường đại không có thể phá hủy nhưng mà lại cũng có lúc bất lực nhỏ yếu muốn dựa dẫm tuyết hồ cuộn mình trong lòng của cô mở to mắt nói nếu ông lão có khuôn mặt đen trắng kia là ông cố lại tìm được lan khê thay cho ông gánh giá khuôn mặt đen trắng, vậy thì ông cố đã được giải lời nguyền rồi. Hiện tại nên đi tìm bà cố của anh rồi. Đây chính là chuyện tốt mà. Dương Tử Mi vui vẻ nói. Làng khê thật là tốt bụng, vừa giúp được ông cố, lại vừa tự giúp được mình. Đây là việc vẹn toàn cả đôi đường. Đợi đến khi mà ông cố tìm được bà cố của anh, vậy thì một nhà của anh có thể đoàn tụ rồi. Còn người của Tuyết Hồ ảm đạm tiếp tục nhắm mắt lại cuộn mình trong lòng của Dương Tử Mi. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng thét chói tai kinh hoàng của Dung Lan Khê. Tuyết Hồ lập tức biến thành hình người, nhảy khỏi tay của Dương Tử Mi. Dương Tử Mi cũng chạy ra ngoài theo. Chỉ thấy khuôn mặt của Dung Lan Khê trang đầy kinh hoàng, ném hòn đá nhỏ vào cái bể cá vàng, miệng thì thào. Đó, đó không phải là mình, đó nhất định không, không phải là mình. Dương Tử Mi biết cô bé nhất định đã nhìn thấy mặt của mình biến thành hai màu đen trắng dỗ dàng chạy lại chị dung lan khê thấy dương tử mi như nhìn thấy cứu tình lập tức nhào vào lòng của cô nhéo quần áo cô nói chị nói cho em biết mặt của em không có biến thành màu đen chứ dương tử mi sờ đầu cô nói lan khê không phải lúc trước em đã đồng ý với ông lão kia sao nói nguyên nhân giúp cho ông ấy chịu trừng phạt để mặt em biến thành màu đen sao? Em, em đúng là có nói vậy, nhưng mà em không không hề biết sự thật sẽ biến thành cái dạng này chứ. Chị à, em không có muốn khuôn mặt biến thành màu đen trắng đâu, rất sợ, xấu chết đi được đó. Chương 1621 Đừng nói dung lan khê, mới chỉ là đứa trẻ 10 tuổi. Dù là người trưởng thành, đổi thành ai cũng không có thể tiếp nhận khuôn mặt biến thành cái bộ dạng này dương tử mi nói chuyện khác lan khê em phải bình tĩnh đừng sợ em nghĩ lại xem có phải ông lão kia lúc trước rất đáng thương không dung lan khê gật đầu ông nói từ nhỏ không có ai muốn đến gần làm bạn với ông mà nếu em không có muốn khuôn mặt đen trắng này ông ấy sẽ lại trở thành ông lão đáng thương không có người đến gần rồi không ai quan tâm dù có chết cũng không ai biết nữa cái này đôi mắt trong suốt của dung lan khê khó xử chớp chớp nhưng mà em không có muốn biến thành như vậy em sợ không ai muốn đến gần em không có bạn bè cô đọc cả đời chị em phải làm gì đây thầy cô bạn bè của em đều không cần em thì làm sao bây giờ lan khê à chị lại hỏi em nếu một ngày nào đó nếu bạn của em cũng đột nhiên giống như em vậy khuôn mặt bị biến dạng thì bạn ấy có phải sẽ không phải là bạn của em nữa không có phải em không có muốn đến gần bạn của em nữa không dung lan khê lắc đầu nói sẽ không đâu bạn chính là bạn chứ em không có gì bạn ấy biến dạng mà không làm bạn với bạn ấy nữa dương tử mi nói vậy thì được rồi nếu đã là bạn bạn bè của em không gì khuôn mặt của em bị biến dạng mà không muốn làm bạn với em nữa ví dụ chị đây dù em biến thành thế nào em vẫn là em gái của chị chị không có ghét bỏ em đâu dùng lan khê gật đầu vũ tay sờ mặt của mình nhưng nhưng mà em biến xấu vậy em vẫn rất khó chịu đó lan khê trên đời này chuyện gì cũng giống như là con dao hai lưỡi thôi có được tất có mất mặt của em biến thành như vậy bề ngoài thoạt nhìn rất xấu thực tế là chuyện tốt ví dụ như em có thể loại bỏ những người bạn chỉ để ý khuôn mặt em mà không phải là thật lòng muốn làm bạn với em hơn nữa nó còn khiến cho em thoạt nhìn không giống bình thường, vô cùng độc đáo. Chị, Dương Tử My nói thế nào, Dung Lan Khê không có tiếp nhận được. Cô bé tuổi thân hỏi, có phải cả đời em sẽ như vậy không chứ? Dương Tử My sờ đầu cô bé nói, việc này chị cũng không biết, có lẽ sẽ như vậy, nhưng mà cũng có lẽ vào một ngày nào đó, em sẽ nhờ vào nó trở nên tốt hơn. Tóm lại, em phải bình tĩnh một chút, dũng cảm một chút, tin tưởng sẽ có kỳ tích đến với mình. dần Dung Lan Khê cúi đầu nói, ông nội cũng thường nói với em, nếu có một số việc mình không thể thay đổi, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận thôi. Hiện giờ em có khóc, nháo thế nào cũng không có thể thay đổi được khuôn mặt này rồi. Đành phải tiếp nhận nó như lời của chị nói, chờ đợi kỳ tích xảy ra. Ờ, vậy là ngoan quá, Dương Tử Mi đưa tay ôm cô bé vào lòng. Nhìn Dung Lan Khê hiểu chuyện như vậy cũng cho thấy nhà họ Dung rất già giáo. Một đứa nhỏ như vậy lại vừa tốt bụng vừa rộng rãi hào phóng. Cô thật sự cảm thấy vui mừng vì mình có quyết mạch của Dung gia. Dương Tử Mi đưa Dung Lan Khê trở về nhà họ Dung. Mọi người nhìn thấy Dung Lan Khê biến thành như vậy không dám kinh hồ trước mặt cô bé. Lặng lẽ lôi kéo Dương Tử Mi hỏi rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì. Dương Tử Mi liền đơn giản nhắc lại chuyện mệnh số của Lan Khê đã hết. Cơ duyên trùng hợp gặp một người kỳ lạ, đánh lên dấu vết âm dương cho cô bé, từ đó có thể tránh khỏi ngu đầu mã diện. Bởi vì nửa bên mặt của Dung Lan Khê quá không tầm thường, cũng không phải là người thường có thể làm ra. Vì vậy, người nhà họ Dung tin tưởng lời cô, hơn nữa cũng cảm kích Lan Khê có thể gặp được kỳ ngộ như vậy. Khuôn mặt biến dạng không quan trọng, máu chốt chính là cô bé vẫn còn sống, đó mới là chuyện tốt nhất. Dung già khoan dung rộng lượng một lần nữa khiến cho Dương Tử My cảm động, cảm thấy rất là được an ủi. Chương 1622 Thu mới nợ cũ Dung Hòa kéo tay Dương Tử My sang một bên hỏi tình hình của Dung Nhạc. Dương Tử Mi một lần nữa kể lại tình hình ở bệnh viện cho ông nghe. Hơn nữa lấy ra trò cốt đã qua xử lý đặc thù còn được bỏ vào khăn tay đưa cho ông. Ông nội, do tình huống đặc thù cho nên không có thể giữ lại tất cả trò cốt của ông hai được, chỉ có thể được một chút này thôi. Chà, Dung Hòa thở dài một hơi, bây giờ chúng ta cũng nên nói chuyện này cho mấy người thanh nhi rồi dù thế nào đây cũng là chuyện sớm muộn phải đối mặt thôi. Dân, Dương Tử My cùng với Dung Hòa đi ra ngoài, kể lại chi tiết mọi chuyện xảy ra ở bệnh viện cho mọi người nghe. Cô vừa nói xong, những người khác trong nhà đều khóc lên. Làm thế nào, bọn họ cũng không có thể tưởng tượng nổi vụ án giết người xảy ra trong bệnh viện khiến cho toàn thủ đô khiếp sợ lại có liên quan đến trưởng bố nhà mình có điều cũng không ai quán giận chỉ trích cô bọn họ đều hiểu mọi việc mà cô làm đều là bất đắc dĩ vì dự phòng trong nhà còn có người khác gặp chuyện không may dương tử my kiểm tra lại tình hình sức khỏe của mọi người một lần nữa thấy tất cả mọi người đều yên ổn mới yên tâm một chút cũng không biết hôm đó rốt cuộc vì sao dung nhạc lại bị chọn hạ cổ độc mọi việc chỉ có thể đợi tìm được hung thủ sau tấm màn mới có thể biết được tình hình sự việc. Nếu không, mọi chuyện không rõ ràng. Nhà họ Dung tổ chức tang lễ cho Dung Nhạc. Do tình hình đặc thù, cho nên tang sự làm rất đơn giản. Còn về nơi an táng trò cốt, thì nhà họ Dung đã có chỗ để chung cất riêng. Chính là một ngọn núi ngoại ô thủ đô. Các thế hệ nhà họ Dung đều được mai táng ở đó. Dương Tử Mi cùng đến nghĩa trang của nhà họ Dung. Phong cảnh nơi này cực kỳ đẹp đẽ, mộ bia sắp xếp đều đặn thẳng hàng, trên đó viết tên các cái gì tổ tiên đã về giữa các bụi. Dương Tử Mi mở thiên nhãn, cẩn thận tỉ mỉ quan sát phong thủy nơi đây, phát hiện khí tức là một nơi hội tụ hào quang của đất trời, đã bị một cái luồng khí tức mờ mịt, u ám che lấp bao phủ, khiến cho nơi đây không còn linh khí. Đây là chuyện gì giấy Dương Tử Mi tỉ mỉ tìm kiếm, cuối cùng đã tìm ra ngọn nguồn. Cũng không biết là ai đặt khối đá màu đen dạng kim tự tháp ở trung tâm linh mạch, cưỡng ép linh khí đứt đoạn làm cả ngọn núi mất đi mắt núi. Dương Tử Mi hỏi Dung Hòa, Ông nội, ai đã đặt tảng đá này ở đây vậy? Hơn 40 năm trước, lúc đó thủ đô có một thầy tướng rất là nổi tiếng, chính ông ta đề nghị đặt cái tảng đá này ở đây nói là có thể gia tăng phong thủy cho nhà họ dung làm cho nhà họ dung tồn tại càng thêm lâu dài phồn dinh hưng thịnh dung hòa ưu thương nhìn tảng đá nói sau khi ông cố tự mình đặt xong tảng đá đó xuống núi thì bị ngã lăn xuống khiến cho toàn thân bị gãy xương không lâu sau qua đời nội tâm của dương tử mi lợp bợp một tiếng trầm xuống bà nội của mình phải mang cốt nhục của ông nội đi xa tha hương để lại cho ông nội một mình cô đơn ông hai dung nhạc đã bị thương hai chân trên chiến trường nửa người đã bị liệt không hoạt động được do phong thủy dương trạch của nhà họ dung vẫn tốt chống lại được tất cả bất lợi mà âm trạch mang lại cho nên vẫn còn tốt nhưng mà tình trạng không giống như trước rồi thì ra đầu xỏ của mọi việc chính là cái tảng đá này ông nội có phải là thầy tướng kia họ mạnh không Dung Hòa nói đến thầy tướng nổi danh thủ đô 40 năm trước, trừ Mạnh Thiên Hiểu, chẳng còn ai khác. Dung Hòa gật đầu. Ờ, là họ Mạnh, lúc đó rất quen thuộc với nguyên thủ tướng Dương Trạch Nguyên. Hai người đó còn kết nghĩa anh em nữa. Vì vậy, ông ta được người khác tôn xưng là quốc sư. Quả nhiên là ông ta. Trong lòng của Dương Tử Mi dấy lên một cổ tức giận. Mạnh Thiên Hiểu, đáng chết. Thì ra, thù hận giữa mình và ông ta không chỉ là phế hết gân cốt, sư phụ chết thảm mà còn bao gồm tội ác, đoạn phong thủy nhà của mình. Chương 1623, thù mới nợ cũ. Ông nội, tảng đá này có vấn đề, nó phá hủy hoàn toàn mạch phong thủy của nhà họ dung chúng ta, khiến nhà của chúng ta liên tiếp gặp phải chuyện không may. Dương Tử My bi thống nói với Dung Hòa, cháu cũng đã từng giao đấu với cái tên mạnh thiên hiểu này. Lúc cháu 6 tuổi, còn làm hại cho cháu bị phản vệ, phế hết gần cốt, phải tu luyện hơn 10 năm mới khôi phục. Sau này, ông ta còn hại chết sư phụ của cháu. Còn nữa, thi thể trong hồ Long Trạch Hoa Hà cũng không có thể không liên quan đến ông ta. Dung Hòa nghe xong, vẻ mặt kiếp sợ không thôi. Nữ nữ, mạnh thiên hiểu kia xấu xa vậy sao? Dương Tử Mi gật đầu, có thể nói xấu xa vô cùng. Nếu để cháu tìm được ông ta, lần này cháu tuyệt đối không có tha cho ông ta có cơ hội mà trốn thoát đâu. Dương Tử Mi vẫn hối hận mình hôm đó nhất thời sơ ý, không có giết chết được Mạnh Thiên Hiểu, diệt trừ hậu quả, Để lúc này không biết ông ta đang ở góc nào gieo họa cho mọi người. Cô biết Mạnh Thiên Hiểu sẽ không có bỏ qua cho cô. Vậy nữ nữ à, cái tảng đá này nên xử lý thế nào đây có cần ông mời gia cát lại đây xem không chứ dung hòa bắt đầu tin tưởng tín nhiệm của dương tử mi không cần tảng đá này cháu có thể tự giải quyết được cô đã không phải là cô bé chỉ mới mấy tuổi dù pháp lực của mạnh thiên hiểu mạnh đến đâu cô cũng có năng lực gặp chiêu phá chiêu đương nhiên cũng không có thể tùy ý động vào tảng đá này nếu không sẽ bị phản phệ ngày đó ông cố sở dĩ có chuyện phóng chừng do không có cẩn thận động vào nơi nào đó của tảng đá này rồi. Nữ nữ à để an toàn á vẫn nên mời gia cát đến giải quyết đi. Ông và bọn họ có một chút giao tình, cái loại chuyện này vẫn có thể mời họ tới mà. Dung hòa không phải là người thiện cận, ông cũng biết chuyện pháp lực có thể phản phệ. Người phá pháp thuật nếu có công lực không cao bằng người thi triển thì xuất hiện vấn đề. Chính là phế hết gần cốt như lời cô vừa nói. Dương Tử My an ủi Dung Hòa. Không sao, ông nội, cháu chưa bao giờ làm việc gì mà chưa nắm chắc. Tuy cháu không biết gia tộc của gia cát lợi hại bao nhiêu, nhưng mà cháu vẫn có đủ tự tin, mình có thể phá giải mà. Dung Hòa gật đầu. Dương Tử My để cho ông đứng xa một chút, sau đó bắt đầu dán bùa chú vào xung quanh cái tảng đá màu đen, khóa chặt tà khí của nó ngón tay biến quá chỉ quyết, một luồng khí màu bạch kim bắn ra từ kẻ tay. ầm một tiếng, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Cả tảng đá dở thành vô số mảnh dụng rơi trên mặt đất. Dương Tử Mi thu lại chỉ quyết, thở phào nhẹ nhõm. Dung Hòa ở một bên quan sát, trợn mắt há mồm. Xem ra cháu gái này của ông ta còn vượt xa tưởng tượng của ông, tuyệt đối không có thể kém hơn đại sư trong chùa Linh Tuệ rồi. Dung Thành vốn đang ở trên núi, vừa nghe thấy cái tiếng nổ, vội vàng chạy xuống hỏi. Bác cả, có chuyện gì xảy ra vậy? Dung Hòa không có muốn Dung Thành biết chân tướng, bị dọa sợ cho nên nói dối. Nữ nữ đang nghịch cái tảng đá đó. Dung Thành nhìn tảng đá dở dụng, nhìn thấy Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi. Bác cả, tảng đá này không phải là đá phong thủy của âm trạch nhà họ Dung chúng ta sao? Dung Hòa giải thích. Thành Nhi, đây không phải là đá phong thủy. Ngày đó chúng ta bị cái tên mạnh thiên hiểu kia lừa gạt rồi. Nữ nữ nói, cái thứ này thực tế chính là đá phá quỷ phong thủy của nhà họ Dung, khiến nhà chúng ta liên tiếp có chuyện. Dung Thành nhìn Dương Tử Mi không nói thêm lời nghi vấn gì. Từ nhỏ, ông rất tôn trọng bác cả Dung Hòa. Những lời mà bác nói, ông ta đều nghe theo. Vì đề phòng dạng nhất, Dương Tử Mi cùng với Dung Hòa đi một vòng quanh đỉnh núi kiểm tra một lần, xem còn chỗ nào bị phá hỏng phong thủy không. Chương 1624 Đương nhiên, cô cũng tiện thể gia cố linh khí phong thủy. Mọi chuyện đều hoàn tất, mọi người trong nhà cùng xuống núi. Trở lại nhà của họ Dung, Dung Lan Khê không có lên núi cùng mọi người, vừa nhìn thấy Dương Tử Mi, cô bé vội vàng chạy tới. Chị, em lại gặp được cái ông lão kia rồi. Ông lão có khuôn mặt đen trắng sao? Dung Lan Khê có một chút hưng phấn nói. Đúng vậy, nhưng bây giờ khuôn mặt của ông ấy không có nửa đen nửa trắng như trước, cũng không có ăn mặc lôi thôi nữa. Thoạt nhìn rất đẹp, tuổi tác có vẻ bằng ông cả. Dương Tử Mi gấp gáp hỏi. Ông ấy đâu? Ông ấy đi rồi. Dung Lan Khê giơ cổ tay lên. Chị, chị xem này. Đây là cái thứ ông ấy tặng em nói đó là bùa hộ mệnh của em. Về sau, em đeo nó thì nó sẽ mang lại giận tốt cho em. Dương Tử Mi xem qua, thấy đó là một chuỗi vòng tay bằng tinh thạch màu đen, cùng với kiểu vòng tay bằng lam trên tay của cô, cũng được làm từ cái nước mắt dân hồ. Ông ấy đi lúc nào? Dương Tử Mi rất muốn biết rốt cuộc có phải là ông nội của Tuyết Hồ hay không. Dùng lan khê sơ sơ vào mặt của mình nói. Ông ấy mới đi hơn 10 phút Nhưng mà em vừa chớp mắt Không có thấy tung tích của ông ấy đâu Chị à Em nghĩ ông ấy là thần tiên đó Cố ý đến khảo nghiệm em Cho nên mới biến em thành xấu vậy đó Đôi mắt cô bé Đã không còn nét ảm đạm ban đầu Ừ Dương Tử My gật đầu Ông ấy đúng là thần tiên Thấy em dễ thương tốt bụng Cho nên cố ý khảo nghiệm em Xem xem em có thể trở thành Tiểu tiên nữ hay không đó khuôn mặt của Dung Lan Khê đầy vẻ vui mừng. Chị nói thật sao? Dương Tử Mi gật đầu. Đúng vậy. Dung Lan Khê mừng rỡ như điên. Vậy thì tốt quá rồi, quá tốt rồi, em nhất định sẽ tiếp nhận khảo nghiệm trở thành tiểu tiên nữ. Dương Tử Mi hỏi. Đúng rồi, Lan Khê, ông ấy có nói là muốn đi đâu không? Dung Lan Khê quay đầu nghĩ nghĩ rồi mới nói. Ông ấy nói muốn đi tìm người yêu của ông ấy Xem ra vậy tuyệt đối chính là ông nội của Tuyết Hồ không sai vào đâu được. Dương Tử Mi nói vài câu với Dung Lan Khê rồi mới dỗ dàng quay vào nhà của họ tưởng. Lại thấy Tuyết Hồ đang đứng dưới bóng cây liễu, sững sờ nhìn bầu trời giống như một bức tranh sơn dầu, khiến cho người khác cảm thấy năm tháng tĩnh lặng mỹ nhân nhập cảnh. Tuyết Hồ, Dương Tử Mi đi tới, thấp giọng gọi anh một tiếng tuyết hồ ngẩn ngừa nhìn nghiêng mặt nhìn cô lan khê vừa nói là cô bé gặp lại ông lão kia ông ấy còn tặng cho cô bé một chuỗi vòng tay bằng tinh thạch màu đen dương tử mi vội vàng nói anh biết tuyết hồ thản nhiên nói anh biết sao dương tử mi rất là bất ngờ vậy anh có gặp ông ấy không ông ấy có phải là ông nội của anh không anh gặp được rồi Ngữ khí của Tuyết Hồ bình thản như cũ, không có một chút kinh ngạc sợ hãi nào. Dương Tử Mi kinh ngạc, không nhịn được thò tay bắt lấy cánh tay của anh hỏi: "Vậy kết quả thì sao?" "Không có kết quả." Tuyết Hồ nói. "Có ý gì? Sao lại không có kết quả? Hai người không có nói chuyện sao?" Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi. "Không có gì hay để nói." Ngữ khí của Tuyết Hồ có một chút đông cứng, trong mắt ông ấy trừ bà cố không có nhìn thấy anh. Nghe nói vậy, tim của Dương Tử My như bị tơ cắt, nỗi đau nhẹ nhàng kéo đến. Cô dương Tài ôm bả vai của anh, an ủi. Không đâu, ông ấy nhất định cũng nhớ anh chứ. Chỉ là ông ấy càng nhớ bà cố của anh đang không biết bị giam cầm ở đâu. Cho nên mới không có thời gian nói nhiều với anh mà thôi. Có lẽ vậy, Tuyết Hồ thản nhiên nói. Nhưng biết ông ấy vẫn còn sống, hơn nữa cũng giải được chú cho nên anh rất thoải mái. Chương 1625 Đúng vậy, chỉ cần biết rằng mọi người đều sống tốt là đủ rồi. Dương Tử My gật đầu. Nghĩ nhiều hơn cũng vô dụng, mọi thứ đều là phù dân. Nhà đầu thối, xem ngữ khí của em kìa, cứ như là thấu hiểu mọi thứ hơn cả anh vậy. Tuyết Hồ sủng nịnh, duỗi tay xoa tóc của cô, Đạo lý này anh sống hơn một vạn năm sao lại không rõ được chứ? Vậy thì đúng rồi, anh là lão yêu tinh dạng năm, em cùng lắm chỉ là tục nhân trong kiếp phù du mà thôi. Dương tử mì, nghịch ngợm, thè lưỡi. Ngoan, cười một cái cho chị xem đi. Tuyết hồ nhẹ nhàng cười cười. Xoen tuyết nở hoa, khuynh quốc khuynh thành, yêu nghiệt chúng sinh. Dương tử mì ngây ngốc đứng nhìn. Nhà đầu ngốc môi mỏng của tuyết hồ khẽ câu lên đưa tay xoa đầu cô dương tử mi giảo hoạt thè lưỡi tuyết hồ nếu anh mà thường xuyên cười á em sợ rằng em nhất định chết chìm trong nụ cười của anh mất tuyết hồ lại cười cười nụ cười này rất là nhẹ nhàng rất vui vẻ dương tử mi lại ngây ngốc cảm giác thứ đẹp nhất thế gian chính là nụ cười của tuyết hồ tiểu thiên nắm tay của liên nghi chạy tới chỗ của bọn họ Liên nghi mặc cái bộ váy công chúa màu trắng, tóc buộc cái nơ con bướm màu trắng, khuôn mặt trắng ngần, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp dễ thương. Còn tiểu thiên mặc một bộ trang phục tiểu dương tử màu đen, giống như một tiểu thiên tài vô cùng dễ thương. Hai đứa nhóc nắm tay nhau, thoạt nhìn vô cùng hài hòa, khiến cho mọi người rất thích, giống như là kim đồng ngọc nữ bên cạnh quan âm vậy. Tiểu thiên, liên nghi, hai em lấy ở đâu ra cái bộ quần áo này vậy? Hai bộ phối hợp với nhau, nhìn rất đẹp, rất dễ thương luôn. Dương Tử Mi thật sự rất thích, nhịn không được khom người, ôm bọn chúng. Là chị Sadako làm cho chúng em đó. Liên nghi hài lòng kéo váy công chúa. Chị ấy còn làm rất nhiều trang phục công chúa hoàng tử cho bọn em, trang phục của tất cả các quốc gia đều có luôn. Sadako đúng là khéo tay mà. Dương Tử Mi tán thưởng, may mà cô ấy nghĩ ra làm cho hai đứa chỉ muốn xem hai đứa còn có trang phục công chúa hoàng tử nào nữa liên nghi trước giờ luôn yêu cái đẹp cho nên vui vẻ nói vẫn còn có rất nhiều trong phòng của sadako mới làm xong thôi chưa có giặt chỉ có bộ này à, vừa giặt xong sadako để cho bọn em mặc trước dương tử mi muốn tìm sadako hỏi tình hình cô ấy và tưởng tử lương một tay cô dắt tiểu thiên một tay dắt liên nghi đến phòng của sadako thì phát hiện tưởng tử lương đã ở đó, không ngờ đang giúp Sadako sâu kim. Nhìn thấy cái bộ dạng một đại nam nhân ngồi nghiêm chỉnh nhưng mà dụng về sâu kim. Dương tử mi cảm thấy hơi buồn cười nhưng mà cũng rất cảm động. Sadako có thể được tưởng tử lương yêu như vậy cũng là hạnh phúc của cô ấy. Cô lại quay sang nhìn Sadako. Hơi thở trầm trầm của sát sống trên người cô nhạt đi rất nhiều. Trên khuôn mặt dịu dàng mang theo một nụ cười nhàn nhạt trong con người lóe hoang mang ôn nhu ấm áp mấy ngày nay cô không có thấy sadako tu luyện chỉ thấy cái bộ dạng vợ hiền mẹ đảm ở cùng một chỗ với tưởng tử lương sadako thấy cô đứng dậy chào một tiếng chủ nhân tưởng tử lương lễ phép đứng lên sư phụ hai người đứng song song cùng một chỗ một người hào phóng tuấn lãng một người ôn nhu hiền lành thật sự xứng đôi hài hòa tốt đẹp đến mức khiến cho người khác cảm động hai người cứ làm đi tôi muốn đến xem trang phục công chúa hoàng tử của tiểu thiên và liên nghi thôi dương tử mi vừa nói vừa nhìn về phía quần áo rực rỡ muôn màu bên cạnh quả nhiên tất cả đều là trang phục công chúa hoàng tử vừa với tiểu thiên và liên nghi ngoài trang phục kiểu tây còn có trang phục truyền thống của trung quốc kimono của nhật bản hanbok của Hàn Quốc, trang phục truyền thống Thái Lan. Các bạn vừa nghe xong tập 128 Thiếu nữ bói toán thiên tài. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.